Ok, xin chào mọi người ha. Thì đây là cái khâu chuẩn bị của Nhân trước buổi tập ha. Thì đây là cái xác mà Nhân dùng trước tập để mà Nhân có một cái buổi tập với cái cường độ cao nhất. Thì gồm có là trước buổi tập Nhân sẽ sử dụng pre-workout ABE của hãng Applied Nutrition ha. Thì đây là một cái hãng thực phẩm bổ sung rất nổi tiếng. ABE thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Cái vị Nhân sử dụng đây là vị bubble gum, tức là vị kẹo sinh gum. Thì cái vị này Nhân cảm thấy khá là ngon ha. Nó có một chút chua chua giống như là vị bò húc, và nó cũng có một chút the the giống như là vị kẹo the của ABE. Nó là một cái mùi mix giữa hai cái mùi đó ha. Pre-workout này ngoài ra là ở trong cái set của Nhân thì Nhân còn có creatine và taurine ha. Rồi khi mà đến intra workout, tức là trong buổi tập, thì Nhân sẽ gồm có hai sản phẩm, đó là amino fuel, tức là một sản phẩm amino acid hoàn chỉnh, EAA hoàn chỉnh của hãng Applied Nutrition ha. Đây là vị candy ice, đó là vị kẹo the, một cái vị rất là đặc trưng của Applied Nutrition mà không có một hãng nào có hết. Ngoài ra là Nhân có pha vào thêm 3 muỗng isotonic. Đây là một cái sản phẩm điện giải. Ở trong đây thì có rất là nhiều cái vitamin nhóm B, cộng với là những cái muối khoáng để mình chống mất nước trong một cái thời tiết rất là nóng nực như thế này. Ngoài ra thì trong sản phẩm này còn có một ít BCA, glutamine và L-carnitine citrate để mà Nhân có một cái buổi tập đầy năng lượng ha, và kéo dài, tại vì đây là một buổi tập chân nên mọi thứ là Nhân đều cho nhiều hơn một tí chút xíu. Đối với amino fuel thì Nhân dùng 2 muỗng, isotonic thì Nhân dùng 3 muỗng, và ABE thì Nhân dùng là 2 muỗng ha, 5g taurine nữa. Ok, thì đó là cái stack trước tập của Nhân. Và bây giờ thì xong xuôi rồi, không có lý do gì để mà có một cái buổi tập pussy nữa ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thật là hardcore với lại ngày đuôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tập đùi. Vì sao là đùi? Thì mọi người cũng có thắc mắc là tại sao đợt vừa rồi là anh không tập đùi, anh Nhân bỏ đùi. Thì là tại vì đơn giản là Nhân muốn thi men physics nên Nhân sẽ bỏ cái size đùi của mình đi, nhỏ đi, để mà Nhân có thể giảm số ký lại và đủ cái số ký để mà Nhân thi cái nội dung men physics trong cái giải Phan Thiết vừa rồi. Tuy nhiên là vừa rồi thì có một cái thông tin đó là giải bị dời đến ngày... cái ngày mới là ngày 12 tháng 6 mọi người ha. 12 tháng 6 thì do là như vậy nên là Nhân quyết định là Nhân sẽ không thi men physics nữa, mà Nhân sẽ thi bodybuilding luôn. Và Nhân sẽ để cho cơ thể của Nhân phát triển một cách tự nhiên, các phần Nhân sẽ tập đầy đủ hết để mà có thể lấy lại cái size của Nhân, và Nhân sẽ trở thành phiên bản có thể là đẹp hơn ha. Chưa phải đẹp nhất đâu, tại vì thật sự là thời gian rất là dài mà Nhân phải giữ cái số ký rất là thấp, nên là trong vòng một tháng để mà cải thiện thì rất là khó ha. Vì thế là Nhân sẽ quyết định tập đùi trở lại, và thật ra là bữa giờ Nhân đã có tập chút rồi. Hôm nay sẽ là một cái buổi mà Nhân muốn cho mọi người xem là một buổi tập đùi của Nhân nó sẽ hardcore như thế nào ha, nó sẽ hardcore như thế nào. Tại vì đối với Nhân đùi á, nhất là đùi sâu của Nhân là một nhóm cơ yếu, vì thế là Nhân sẽ thật là 110% vào buổi tập của Nhân. Ok. Thì đối với ngày đùi, nó là một cái ngày rất là quan trọng, mình sử dụng tất cả nhóm cơ thân trên và thân dưới ha, nên sẽ rất là chú trọng vào cái phần khởi động. Thì mọi người cùng xem một cái quy trình khởi động của Nhân như thế nào ha. Đầu tiên là Nhân vẫn khởi động cái khớp vai của Nhân nè, khớp rất là quan trọng ha. Rồi chúng ta sẽ khởi động phần core mọi người ha, core và cả phần lưng giữa, lưng trên của Nhân luôn ha. Đối với cái động tác lạc đà đó, thì bạn chú ý là khi mà bạn gù lưng lên thế này nè, tức là bạn đang extend, bạn đang duỗi hết cái nhóm cơ lưng trên ra, thì lúc này Nhân sẽ tạo một cái lực thật là mạnh, nhưng đẩy xuống sàn, nhưng sẽ duỗi hết cái ngón tay ra, thì nó sẽ mở hết được cái phần cơ lưng trên ra, và chúng ta sẽ nghe những cái tiếng lách tách 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 của cơ lưng trên ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ xong phần lưng trên, bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần core ha, phần ổ bụng. Thì nó sẽ gồm có ba động tác, đó là động tác curl up ha, curl up như thế này. Động tác thứ hai là động tác side plank, và động tác thứ ba là động tác bird dog, tức là động tác chim chó, gọi là chim chó. Duỗi chân này và tay kia, đẩy mông về sang nhường tốt nè, hip hinge, rồi động tác cuối cùng để khởi động phần lower, đó là động tác mở mông ha. Mở mông như thế này. Cái ngày tập đùi của Nhân thì Nhân vẫn giữ cái nguyên tắc mà bữa giờ Nhân tập ở trong cái series Road to Phan Thiết, và nó sẽ là cái
cái cách tập của Nhân cho đến khi mà Nhân off season luôn, tức là Nhân xả cơ, Nhân cải thiện cơ luôn, thì Nhân vẫn tập là một ngày khoảng từ 5 đến 8 bài, sẽ tùy vô nhóm cơ ha. Tùy nhóm cơ mình làm, nhưng mình ngày đùi thì nó sẽ rất là nhiều nhóm cơ, nhưng phải chia nhỏ ra, thế là sẽ tập khá là nhiều bài, và sẽ là mỗi bài chỉ có hai working set mà thôi, chỉ có hai working set mà thôi nha mọi người. Hai working set và sẽ có một vài set warm up trước đó, và những set warm up này sẽ không tính là set tập, và nhưng sẽ không record lại, nhưng sẽ không ghi chép mức tạ lại của những cái set này, nhưng chỉ ghi chép mức tạ của working set mà thôi ha, để mà Nhân theo dõi cái mức tạ của Nhân qua mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày. Thì vừa rồi đó là một cái warm up set, thì Nhân đây là bài đầu tiên trong ngày luôn, thì Nhân sẽ tập phần đùi sau trước. Tại vì sao? Tại vì đùi sau Nhân là một cái phần khá là yếu, khi mà Nhân đứng cái mặt sau, những cái bô mặt sau của Nhân thì đùi sau nó khá là yếu so với cơ mông, và những cái mặt cạnh thì đùi sau nó cũng khá là lép so với mặt đùi trước. Vì thế là Nhân sẽ chú ý vào cái phần đùi sau trước, Nhân đánh đùi sau trước ha. Thì đùi sau Nhân đánh hai bài, một bài là bài leg curl như thế này, và bài sau là bài stiff leg deadlift, hay là cái lịch trình tập ngày hôm nay của Nhân. Nhân đánh nhừ đùi sau trước, sau đó Nhân chuyển qua đùi trước ha. Ok, rồi hôm trước thì Nhân sẽ tập được cái mức tạ là như thế này, 70kg và 12 rep. Thì để coi là sau khi một vài ngày ăn kiêng vừa rồi, ăn kiêng rất là nặng luôn, thì để coi là cái sức mạnh Nhân giữ được hay không ha. 70kg và 12 rep, đó là cái kỷ lục tốt nhất của Nhân vào ngày hôm trước đối với bài tập leg curl này ha. Được 13 rep thì cái set đầu tiên Nhân đã phá được PR rồi, thì set 2 Nhân sẽ mạo hiểm, Nhân sẽ tăng lên một nấc, đó là 75kg, để xem là mình có được đạt đủ số rep cũ hay không ha. Mục tiêu của Nhân sẽ là 75kg và 11 rep, bằng số rep với lần trước nhưng mà hơn 5kg ha. Rồi, bài thứ hai sẽ là bài chính trong buổi tập ngày hôm nay, đó là stiff leg deadlift. Đối với lại hai động tác mà sử dụng cơ core nhiều, đó là deadlift và squat, thì Nhân sẽ không sử dụng cái đai định hình này nữa ha. Tại vì nó sẽ giảm cái khả năng sử dụng cơ core của Nhân lại, và Nhân sẽ chuyển qua cái đai powerlifting, là cái đai lever, gọi là powerlifting thôi, Nhân cũng không tập powerlifting nữa, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái độ ổn định cho phần core nhiều hơn ha. Nó sẽ tạo ra một cái lực nén trên cái thành bụng, và chúng ta sẽ cảm nhận cơ core nhiều hơn, cũng như là bài trước chúng ta sẽ khởi động khoảng từ 2 đến 3 set ha. Work your way up to the working sets. Lấy hơi. Các bạn chú ý là lưng Nhân luôn, Nhân xuống đến vị trí lưng thẳng, không để lưng cong thôi. Mình kéo lên. Đối với động tác này thì các bạn thường hay không phân biệt được giữa Romanian deadlift và stiff leg deadlift. Thì stiff leg deadlift là như thế nào? Đối với stiff leg thì chúng ta sẽ để đầu gối chúng ta gần như là duỗi thẳng ra ha, ít cong nhất có thể, và sẽ giữ thẳng đầu gối và không đẩy mông ra sau nhiều, để cho nó căng đùi sau, và chúng ta sẽ kích hoạt đùi sau nhiều hơn. Như thế này là stiff leg mọi người ha. Thì lúc này là hai cái mũi chân của Nhân nó sẽ gần như là song song với nhau, gần gần thôi, nó mở ra khoảng từ 5 đến 10 độ tùy vô cái khớp hông của mỗi người ha. Như thế này, mình sẽ giữ cái gối thẳng.
mà không có lóc hoàn toàn như thế này nha, rất là hại gối nè. Sẽ hơi cong thế này và xuống như thế này ha, để căng cái đùi sâu ra móc lên. Nhưng mà đối với Romanian deadlift á, là động tác mà kích hoạt vào phần mông nhiều. Tuy nhiên là cái mông nhân thì rất là tốt rồi, nhưng sẽ không có muốn tấn công phần mông, nhưng muốn tập trung vào phần đùi sau để cải thiện đùi sau ha, thì nhân sẽ đi đùi thẳng. Đối với các bạn mà muốn tập đùi mông thì các bạn sẽ ra tạ sát vào người như thế này nè. Các bạn sẽ tập trung đẩy mông ra sau, hay là để như chuyển động như này. Đẩy mông ra sau như này, gối chúng ta sẽ hơi trùng đi xíu. Và chúng ta có thể đẩy mông ra sau nhiều nhất có thể như thế này. Và cũng tới cái điểm mà chúng ta bị cong lưng thì chúng ta sẽ đi lên. Và chúng ta phải tìm được cái điểm mà chúng ta đi bị cong lưng mà chúng ta đi lên ha. Không để cái lưng bị cong ở dưới động tác. Ha. Sẽ là chuyển động hip hinge nhiều hơn, hip hinge nhiều hơn ha. Đẩy mông càng ra sau nhiều thì chúng ta sẽ càng tấn công vào phần mông. Đầu gối càng thẳng thì chúng ta sẽ càng tấn công vào phần đùi sau ha. Thì đó là cái quy tắc của cái bài tập này. Đó sẽ là set khởi động cuối cùng. Và set sau nhưng sẽ working set ha. Rồi các bạn chú ý kỹ thuật ha. Khi mà set chính rồi thì không có đùa được. Hai ống khuyển nó phải vuông góc với mặt sàn ha. Rồi đầu gối chúng ta phải hướng cùng với mũi chân nè ha. Đầu gối hướng cùng, thường là nhân sẽ cho mũi chân hai gần hai mũi chân song song. Song song như thế này thì nó sẽ căng được cái đùi sau nhiều hơn ha. Nhưng mà nhớ lúc nào là cũng phải mở hai gối ra, không để hai gối chụm vô. Chụm vô như thế này thì nó rất là dễ chấn thương cái cơ ACL ở đây ha. Cái nhóm cơ đang rất là nhạy cảm đây, nhưng thấy rất là nhiều idol quay YouTube, TikTok, Facebook các thứ là tập những cái bài gọi là triệu view, nghìn like ha. Nhưng mà cái thế tập thì rất là mắc cười, tức là khi như thế này, các bạn đáp xuống thì như thế này ha. Như thế này ha, hai gối chụm như thế này ha, là nó sẽ gây áp lực lên cái đầu gối mình rất là nhiều, rất là nguy hiểm ha. Nói chung là không phải cứ to là nói đúng, không phải cứ nhiều view, nhiều like là chuẩn ha. Chúng ta phải có một cái kiến thức tương đối, và đó là chúng ta nhận xét được là ai đang tập đúng, ai đang tập sai nha mọi người. Một cái working set của nhân nó sẽ là như thế này. Thì bây giờ là đối với bài tập này thì nhân sẽ có một cái working set và một cái back off set, tức là nhân sẽ hạ mức tạ xuống. Hạ mức tạ xuống ha, vẫn tính là working set nhưng mà nhân sẽ hạ xuống và nhân sẽ làm ở cái số rep nhiều hơn. Vừa rồi thì nhân làm được 175 kg, nhân làm được 8 rep. Thì set sau nhân sẽ hạ xuống khoảng, để coi, đây là 175 thì nhân sẽ hạ xuống còn khoảng 100, nhân sẽ hạ 15 kg đi.
Còn 160 ha. 160 kg. Thì chuyển sang tập đùi trước ha. Thì đối với đùi trước thì những cái bài tập này Nhân sẽ không có dùng cơ kho quá nhiều, vì thế là Nhân lại chuyển về dùng cái đai định hình này để mà có thể giữ được cái vòng eo mình thiệt là chặt nhỏ ha. Khi mà chuyển sang tập đùi trước thì phải rất là cẩn thận, vì đây là cái phần mà rất là dễ chấn thương ha. Nhân luôn trang bị cho mình một cái cặp bó gối. Nó sẽ tạo ra cái độ đàn hồi. Và chú ý là khi các bạn dùng bó gối á, thì các bạn sẽ dùng cái loại có độ dày tương đối là từ 5 đến 7 mm. Và Nhân khuyến khích là dùng loại 7 mm như thế này ha. Tại vì khi mà có một cái tai nạn xảy ra, khớp gối của mình nó bị gập lại như thế này, thì cái độ dày của hai cái lớp bó gối này nó sẽ hãm lực lại và nó sẽ hạn chế chấn thương tối đa chúng ta ha. Tai nạn thì có thể đến bất cứ lúc nào, cho dù là mình tập đúng như thế nào đi nữa ha. Trước giờ Nhân chưa từng bao giờ gặp chấn thương khớp gối. Tuy nhiên là Nhân vẫn sử dụng những cái dụng cụ như thế này để mà Nhân bảo vệ. Và rất là nhiều người đã nói với Nhân là bị những cái tai nạn rất là đáng tiếc, dẫn đến là nghỉ tập thì rất là dài ha. Vì thế là đừng có để nước đánh chân mới nhảy nha mọi người. Tổng cộng là 360 ha. Thì lần trước được 24 rep 2 set, thì hôm nay được 26 rep 2 set ha. Phá được 2 rep. Cái máy này thì người ta gọi là reverse squat ha. Chúng ta có thể tập được hai đầu. Nếu mà Nhân quay ngược người lại thì nó sẽ thành một bài deadlift. Và nếu mà Nhân tựa lưng vào ghế thì nó sẽ thành một bài là squat. Thì cái máy này khá là hay.
Nếu mà các bạn có theo dõi trang cá nhân của Nhân thì các bạn cũng biết là Nhân đang setup một cái phòng gym. Và gần như chắc chắn là cái máy này sẽ là cái lựa chọn hàng đầu của Nhân ha. Tại vì một chiếc máy rất là đa năng, tập được hai động tác. Các bạn nữ thì rất là thích động tác deadlift như thế này, tại vì nó sẽ vô lưng và vô đùi sọ, vô mông. Còn đối với nam thì sẽ rất là thích cái bài nhưng mà mới tập, nó sẽ tấn công vào đùi trước ha. Một cái sự thay thế rất là tốt cho các bài squat hay là hack squat ha. Đây là một chiếc máy mà Nhân rất là thích. Thì cũng như là các cái bài trước, động tác này chúng ta sẽ xuống mà không để cho cái lưng dưới chúng ta bị cong. Một số bạn khi mà xuống các bạn bị như thế này nè, thì là bị lưng chúng ta bị cụp, lưng dưới bị cụp hoặc lưng trên bị cong như thế này đều không được ha. Thứ nhất, thứ hai lúc nào chúng ta phải mở gối ra ha. Một số bạn khi mà xuống sâu quá thì mấy bạn không xuống sâu được nữa, bạn muốn xuống sâu hơn các bạn lại đền bù bằng cách là các bạn chụp gối như thế này ha. Đây là cái điều tối kỵ khi mà tập đùi, tất cả động tác luôn, kể cả cái leg press nhiều mới tập luôn, thì chúng ta sẽ không có chụm gối như thế này. Lúc nào phải mở mũi chân ra ha, mũi chân phải mở ra cùng với độ rộng của cái đầu gối, phải mở cùng với độ rộng của mũi chân ha. Lúc nào hai cái nó cũng phải cùng hướng với nhau, đặt xa đặt gần là tùy vô cái độ linh hoạt của mỗi người ha. Cái khớp khuỷu chân, cái cổ chân của bạn càng linh hoạt thì bạn càng có thể đặt cái mũi chân gần người, nhưng mà cái mũi chân càng kém linh hoạt thì các bạn có thể đặt xa ra ha, tùy mọi người ha. Rồi, cái bài đùi trước cuối cùng của ngày hôm nay thì Nhân sẽ tập một cái superset ha. Cái máy này với cái máy này, lý do là Nhân dùng superset là vì sao? Tại vì cái máy này khi mà Nhân gắn full stack vào thì cái rep của Nhân làm nó cũng nhiều, nó vẫn còn khá là nhiều. Vì thế là Nhân gắn full stack vào thì vẫn được 20 rep trở lên ha. Vì thế là buộc lòng là Nhân phải tập một cái bài nào đó trước để mà có thể làm cho mỏi cái đùi trước của Nhân. Nên Nhân sẽ tập cái bài này trước, sau đó Nhân nhảy qua đây ha. Thì Nhân sẽ tập cái bài sissy squat này trong vòng khoảng 6 đến 8 rep, tức là Nhân không tập fail hoàn toàn ha, từ 6 đến 8 rep và Nhân chừa một tí sức lại để Nhân qua bài này ha. Ok, thì đó là cái quy trình của cái superset này, thì bây giờ Nhân sẽ làm cho bạn xem.
năm. Và thật sự cảm nhận là rất là mệt rồi. Đùi trong, làm đầy cái phần má đùi trong này ha. Thì đây là cái bài bắp chuối cuối cùng ha. Thì đối với bắp chuối thì Nhân sẽ gỡ cái bó gối ra, Nhân gỡ đôi giày ra. Biết sao không? Mang đôi giày dưới bắp chuối nó gãy rồi giật đàn sao mấy ông. Giật đàn mắc lắm. Ok. Rồi đối với bắp chuối á, thì rất là nhiều bạn thắc mắc là em có cơ địa bắp chuối như thế này thế kia thế nọ. Thì Nhân bỏ qua yếu tố cơ địa ha. Cơ địa thì cái hình dáng bắp chuối không thể thay đổi được. Tuy nhiên là kích thước của nó thì chúng ta có thể thay đổi được ít nhiều ha. Thì nói về bắp chuối thì Nhân có một số cái lưu ý là các bạn phải tập hết rom. Tức là các bạn giãn hết mức và các bạn duỗi hết mức đó mấy. Có những bạn là chỉ nhấp như thế này thôi, là các bạn chỉ cho khớp làm việc thôi chứ cơ các bạn không làm việc được nhiều. Tức là thứ nhất, thứ nhất là các bạn phải đi hết rom. Thứ hai là các bạn phải đi thật là chậm để mà có thể đặt áp lực lên cơ nhiều nhất ha. Để tránh là các bạn dùng khớp, các bạn đặt cái áp lực lên những nhóm cơ khác. Thì rom chậm 1, 2, 3. Và chú ý là ở cái đoạn rom cuối cùng, tức là khi mà bắp chuối bạn giãn nhất nè, và khi bắp chuối bạn co nhất nè, thì các bạn giữ lại nhân là khoảng từ 2 giây trở lên ha. Thì lúc này chúng ta sẽ maximum được cái áp lực lên cái cơ bắp đó. Rồi Nhân sẽ làm thử các bạn xem nha. Tempo là như thế này. Này xuống 1, 2, 3. Căng lên nè. Ok, thì do là cái thiết bị ở đây nó khá là hạn chế, vì thế là Nhân sẽ tập một cái bài này cho bắp chuối thôi. Bình thường sẽ tập hai bài ha, nhưng mà thiết bị như thế này thì Nhân chỉ tìm được một cái máy bắp chuối thôi. Thì Nhân sẽ tập một bài này và Nhân sẽ bốn set, bốn working set tổng cộng ha. Thì mục tiêu tập và đánh fail thì đối với bắp chuối thì Nhân sẽ chia ra hai ngày, một ngày tập nặng, một ngày tập nhẹ. Thì cái ngày tập nặng Nhân sẽ tập cái mức rep từ khoảng từ 8 đến 12, và cái ngày tập nặng thì Nhân sẽ tập từ 15-20 đến 25 rep cho bắp chuối ha. Tại vì bắp chuối là một cơ rất là bền, nó chịu tải khi mà chúng ta đứng hàng ngày, chúng ta chạy bộ, đạp xe đạp, vì thế là nó sẽ phản ứng khá là tốt với lại cái mức rep cao ha. Ok, thì đó là kết thúc cái buổi tập đùi ngày hôm nay. Thì hy vọng là các bạn sẽ học được một cái gì đó trong cái buổi tập ngày hôm nay ha. Một cái buổi tập mà Nhân nghĩ là ít mà chất ha. Tổng cộng là Nhân đếm là móc đùi nè, Romanian deadlift nè, leg press này, V squat này, một cái super set đá đùi trước này, 5 bài là 6, chỉ có 6 bài thôi, 6 bài và tổng cộng là 12 cái working set. Tuy nhiên là thật sự là đến thời điểm này là Nhân tuột đường, Nhân gọi là cái cơ của mình nó không còn căng, nó không còn pump nữa, mình không có đủ độ tập trung để mình có thể tiếp tục làm những set lớn nữa.
Nhưng cái set V-Squat vừa rồi là như là set cuối cùng mà Nhân có thể gọi là all out được á, là đã muốn tuột đường, muốn xỉu lắm rồi ha. Thì nếu mà các bạn thực sự là tập với mỗi cường độ đủ cao thì các bạn thấy là đó, cái buổi tập nó sẽ như vậy. Nhân dinh dưỡng rất là nhiều, trước tập, trong tập, trước tập Nhân đã ăn sơ sơ rồi, mà khi mà vô tập nó vậy đó thì các bạn cũng có thể hiểu được là cái intensity, cái cường độ nó quan trọng như thế nào để mà có một cái buổi tập ngắn nhưng mà hiệu quả ha. Thì ok, wrap up lại buổi tập ngày hôm nay. Thì Nhân sẽ tiếp tục cái chặng đường đến giải Phan Thiết. Có thể cũng không biết trước được điều gì cả, nhưng mà chỉ biết là mình sẽ làm hết mức có thể, và trong thời gian đó Nhân sẽ cố gắng đưa thật là nhiều content hay đến như các bạn ha. Thì hy vọng các bạn sẽ like, subscribe và chia sẻ cái kênh của Nhân để có thể lan tỏa cái năng lượng tích cực mà Nhân mang đến cho cộng đồng nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái vlog kế tiếp.